Hà Nội, thành phố vì hòa bình. Danh hiệu thành phố vì hòa bình được UNESCO trao cho Hà Nội ngày 16 tháng 7 năm 1999 tại La Paz, thủ đô của Bolivia. Vinh dị hơn, Hà Nội là thành phố duy nhất trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đón nhận danh hiệu này. Trong hai thập kỷ với nhiều đổi thay, đến nay thủ đô Hà Nội đã và đang phấn đấu không ngừng tiếp tục xây dựng, phát triển để phát huy giá trị của danh hiệu này. Hà Nội 20 năm một chặng đường. Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước khẳng định Hà Nội được vinh danh thành phố vì hòa bình là nhờ những đóng góp tích cực của thủ đô trong cuộc đấu tranh vì hòa bình cũng như trong sự nghiệp phát triển, xây dựng. Những đóng góp ấy phù hợp với những tiêu chí do UNESCO đề ra về bình đẳng trong cộng đồng, xây dựng đô thị, giữ gìn môi trường sống, thúc đẩy phát triển văn hóa giáo dục, chăm lo giáo dục công dân và các thế hệ trẻ. Hà Nội, điểm đến của văn hóa và sáng tạo. Theo các chuyên gia của UNESCO, cộng đồng quốc tế rất ấn tượng trước sự chuyển mình của Hà Nội, tạo ra một hình ảnh, nhận diện mới không chỉ cho Hà Nội mà còn cho Việt Nam. Hà Nội vươn lên không chỉ là hình ảnh của một thành phố sau chiến tranh mà còn là tâm điểm của các đô thị châu Á và khu vực. Theo đó, sáng kiến như phố đi bộ được hoan nghênh, trong khi Hà Nội cũng là cái nôi sinh ra nhiều không gian sáng tạo đang trở thành điểm nhấn cho giới sáng tạo trẻ, cho thấy môi trường, chính sách và tiềm lực nhân trí sĩ đều rất lớn. Với cộng đồng quốc tế, hình ảnh về một thủ đô Hà Nội là một thành phố luôn luôn phát triển năng động nhưng vẫn giữ được những nét truyền thống. Điều đặc biệt là Hà Nội lưu giữ những lớp kiến trúc lịch sử tiếp nối thông qua những kiến trúc đặc trưng bên cạnh sự giao thoa của các kiến trúc Pháp cổ với kiến trúc Việt Nam là những hình thái làng quê xen kẽ đô thị. Những cảm xúc đặc biệt trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội trong những ngày 27-28 tháng 2. Điều đặc biệt có ý nghĩa khi tròn 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Việc Hà Nội được chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 để tiến tới phi hạt nhân, thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng là nỗ lực của thủ đô Hà Nội đóng góp cho hòa bình khu vực trên thế giới. Đây là nhiệm vụ của chính mình, nghĩa vụ thiêng liêng cao cả mà người dân Hà Nội đối với khu vực và thế giới. Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần hai, ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều lần hai thành công, góp phần vào mục tiêu hòa bình. Xin chào và chúc cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều thành công rực rỡ.